Những người khổng lồ đá này chính là các thiên sứ bị đẩy xuống trần gian. Lúc này họ đang chiến đấu với một đội quân loài người hung hãn. Mục đích là để bảo vệ con thuyền chứa hàng ngàn sự sống này. Do số lượng quá đông, loài người dần áp đảo người đá. Mỗi lần một người khổng lồ bị hạ gục, họ sẽ biến thành một luồng sáng bay vút lên trên trời. Chẳng mấy chốc người khổng lồ cuối cùng cũng đã hy sinh. Từ dưới lòng đất các cột nước bắn lên cùng mưa chút xuống, tạo thành một cơn đại hồng thủy nhấn chìm tất cả sự sống trên mặt đất. Liệu loài người có thoát khỏi thảm họa diệt vong này hay không? Câu chuyện bắt đầu từ một quả táo khiến Eva và Adam bị đuổi khỏi địa đàng. Họ có với nhau 3 người con trai. Buồn thay hai người anh lại tàn sát lẫn nhau. Các thiên sứ vì thương xót cho người em trai thứ hai nên đã hạ trần giúp đỡ con cháu anh ta xây dựng đế chế. Dần dần đế chế này lại nuôi dưỡng cái ác. Chiến tranh lan rộng nghiền nát thế giới tươi đẹp. Chỉ có hậu duệ của người con út là vẫn lưu giữ bảo vệ những điều còn lại của đấng kiến tạo. Cha của Noe chính là hậu duệ của người con út. Ông ấy đang chỉ dạy lại những hiểu biết của mình cho con trai. Một đội quân tìm đến muốn phá bỏ đền thờ của đấng kiến tạo để lấy vàng. Chúng thẳng tay giết hại người canh giữ. May thay con trai của ông ấy đã chạy thoát. Thời gian trôi qua, người con trai năm nào đã trở thành người chồng người cha. Trong một lần đưa hai con trai đi kiếm thức ăn, một giọt nước rơi xuống đất, từ đó một bông hoa mọc lên nở rộ bất thường. Thấy có điểm, Noe liền gọi hai đứa con về. Anh nhìn thấy có một sinh vật đang bị thương. Người săn thú chắc chắn ở gần đây. Rất nhanh đám người săn thú xuất hiện. Chúng định xử luôn cả anh. Hai bên giao chiến với nhau. Noe có sức mạnh và sự nhanh nhẹn nên anh ấy đã xử đẹp lại cả ba tên thợ săn cùng lúc. Anh ấy hỏa táng cho con vật. Ba cha con về nhà trong sự chào đón của người mẹ và em trai. Anh ấy kể lại chuyện kỳ lạ đã thấy hôm nay cho vợ nghe. Họ có lòng tin to lớn vào Thượng Đế và đấng kiến tạo. Trong giấc mơ tối đó, Noe nhìn thấy một ngọn núi xanh ngắt. Dưới chân anh đất ngập tràn máu. Anh thấy bông hoa ban sáng, rồi bỗng nhiên anh bị chìm trong biển nước, xung quanh chỉ toàn thấy xác người. Noe giật mình tỉnh dậy. Anh biết rằng đấng kiến tạo đã gửi thông điệp đến anh rằng sẽ có một trận lụt tiêu diệt toàn bộ loài người. Sáng ra anh ấy quyết định phải đưa gia đình tìm đến ngọn núi đã thấy trong mơ để tìm đường sống. Họ đi đến một khu mỏ, có vẻ như ở đây vừa có một trận thảm sát. Con trai cả tìm thấy một cô gái nhỏ còn sống nhưng bị thương rất nặng ở vùng bụng. Người mẹ liền đến bôi thuốc và cầm máu cho cô gái nhỏ. Đúng lúc này đám người cướp bóc đã quay lại, chúng đuổi giết gia đình của Noe. Anh bế theo cô gái nhỏ chạy cùng gia đình chạy trốn. Họ chạy vào vùng đất của người khổng lồ đá. Đám người kia không dám tiến vào cấm địa này. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, Noe bị người khổng lồ đánh ngất. Khi tỉnh dậy, anh và gia đình đang bị nhốt dưới một vách đá. Noe kể lại cho họ việc đấng kiến tạo đã báo mộng cho anh, nhưng những người đá không tin họ. Chúng để họ ở lại đó tự sinh tự diệt. Tối đó, một người khổng lồ tiến đến nói muốn giúp đỡ gia đình anh ấy rời đi. Ông ta kể rằng họ vốn là thiên sứ. Họ bị đẩy xuống trần gian vì giúp đỡ con người. Họ vì bất tuân lời của đấng kiến tạo nên đã bị phạt biến thành những người khổng lồ đá và bị giam cầm tại đây. Dù cho họ giúp đỡ con người kiến tạo thế giới, loài người lại sử dụng nền văn minh để giết chóc lẫn nhau. Người khổng lồ đá cũng bị loài người săn đuổi và bị tàn sát. Chính cố nội của Noe đã giúp đỡ họ có một vùng đất riêng để sinh sống. Ông ta muốn giúp đỡ Noe để cầu xin sự tha thứ từ đấng sáng tạo để có thể trở về địa đàng. Chỉ sau một đêm họ đã đi đến được chân núi như trong giấc mơ của Noe. Anh cùng con trai lên núi tìm đến chỗ ông cố nội để xin lời khuyên. Ông cố rất vui khi được gặp chắt trai. Ông thổi nhẹ để cậu bé chìm vào giấc ngủ. Ông cố nói rằng Chúa Trời sẽ hủy diệt thế giới này đúng như trong giấc mơ của Noe. Vấn đề là anh không biết phải làm gì với ý của Chúa Trời. Noe nhớ lại giấc mơ hôm đó. Anh nhìn thấy một hạt giống được trồi lên trong làn nước. Trên mặt nước là một con thuyền lớn. Các loài vật thi nhau bơi về phía đó. Tỉnh lại sau cơn mê, giờ đây anh ấy đã hiểu ra sứ mệnh của bản thân. Buổi tối, anh kể cho các con rằng có một trận lụt sắp đến. Việc cần nhất bây giờ là họ cần đóng một con thuyền thật lớn. Sáng hôm sau, người đá đến tìm bắt tên phản bội. Anh cố gắng thuyết phục họ giúp đỡ mình nhưng chẳng ăn thua. Đột nhiên nước bật lên từ lòng đất, nước chảy đến đâu cây cối mọc lên ở đó. Rất nhanh một khu rừng tươi tốt xuất hiện trước mặt họ. Vậy là không lo thiếu gỗ để đóng tàu rồi. Người khổng lồ đá cũng nhận ra ý muốn của Chúa Trời. Họ quyết định giúp đỡ Noe hoàn thành nhiệm vụ. Vùng đất chỉ cằn cỗi chỉ toàn đá giờ đây đã thành một thảo nguyên rộng lớn và chủ phú cho các loài sinh vật tìm đến. Thời gian dần trôi qua, với sự giúp đỡ của người khổng lồ, con tàu đã được đóng gần xong. Sam và cô gái được cứu năm đó đã trưởng thành, họ yêu nhau thắm thiết. Lượt di cư đầu tiên xuất hiện đó chính là các loài chim. Chúng tụ tập lại dập một góc trời rồi tự giác bay vào một khoang tàu dành riêng cho chúng. Người vợ đã điều chế ra một loại thuốc mê khiến động vật chìm sâu vào giấc ngủ đông. Các loài chim đến đều theo đôi theo cặp. Điều này khiến cậu con thứ hai cảm thấy rất cô đơn. Cậu ấy tìm đến cha mình để xin ông giúp tìm cho cậu một cô vợ. Đợt di cư thứ hai là của các loài bò sắt. Cậu con trai thứ hai trong một lần nhặt thức ăn trong rừng thì phát hiện có phụ nữ. Đột nhiên một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Hắn tặng cho cậu ấy câu rìu nhuốm máu để cậu dẫn đường cho hắn đến chỗ chiếc thuyền. Hóa ra ông ta chính là vua của loài người. Noe bắt con trai trả lại chiếc rìu. Ông cũng phũ phàng từ chối cho loài người độc ác lên thuyền. Tên vua thấy vậy liền phát động chiến tranh. Người khổng lồ đá liền đứng lên bảo vệ gia đình anh ấy và con thuyền. Vị vua tức giận rời đi. Hắn thề rằng sẽ còn quay trở lại chiến đấu đến cùng để giành giật con thuyền sự sống.
hắn sai người nhanh chóng rèn giũa vũ khí để chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu sắp tới. Đợt di cư cuối cùng đã diễn ra, tất cả các loài động vật đều đi theo cặp trật tự lên thuyền và chìm vào giấc ngủ. Ila đến gặp Noe để tâm sự, cô ấy biết rằng vết thương cũ đã khiến cô không thể sinh con được nữa. Cô ấy thấy rằng mình không xứng đáng được lên con thuyền. Tối đó Noe đã thử tìm đến khu vực người sống để tìm vợ cho con trai thứ hai. Ở đó, ông chỉ thấy con người giết hại lẫn nhau với đủ mọi tội ác, chúng bán cả con mình chỉ để đổi lấy ít thịt ăn. Dưới chân ông đất hóa thành máu tươi. Ông sợ hãi trở về nhà, ông hiểu rằng Chúa mong muốn xóa sạch toàn bộ loài người là có lý do. Người con trai thứ hai tưởng rằng cha mang vợ trở về nên chạy đến hỏi, ai dè bị mắng cho một trận, chàng ta liền giận dỗi bỏ đi. Ila chạy theo cậu ấy vào rừng. Người vợ đến hỏi thăm chồng mình, nhưng ông ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng và chẳng ai có thể thay đổi được điều đó. Thấy không lay chuyển được chồng, cô liền tìm đến chỗ ông cố tổ xin giúp đỡ. Cô ấy không muốn các con mình phải chết trong cô độc. Hem tìm đến vùng đất của loài người, cậu trượt chân rơi xuống hố vứt xác ấy, thế mà lại nhặt được một cô gái dưới đó. Cậu đưa cô ta đồ ăn và dắt cô gái về nhà. Ila vẫn đang miệt mài tìm ông em trai, cô ấy tình cờ gặp ông cố nội đang mò tìm dâu rừng. Ông ấy nhờ cô tìm dâu giúp mình. Ông vút nhẹ lên bụng Ila, cô nàng đột nhiên thấy khác lạ trong người. Cô nghe thấy tiếng người yêu gọi và chạy như bay về phía anh ta. Noe thấy trời bắt đầu đổ mưa, cơn đại hồng thủy đang đến, mấy đứa con thì vẫn chưa về. Vua của đám người nhận thấy trời đổ mưa lớn, ông ta phát động người dân tiến đến chiếm con thuyền để tìm sự sống. Ham kéo cô vợ nhặt chạy về phía chiếc thuyền, đang đi thì cô gái bị mắc vào bẫy thú, loài người đã đuổi đến nơi. Noe đành kéo cậu con trai chạy trước bỏ mặc cô gái ở lại. Người khổng lồ đá lập một hàng rào chắn không cho loài người tiến vào thuyền, người thì đông như kiến. Tên vua mang theo một khẩu pháo bắn thẳng vào tim người khổng lồ, hắn điên cuồng cắm giáo vào tim người khổng lồ, phiến đá bị cậy ra nổ tung, người khổng lồ được trở về hình dạng thiên sứ ánh sáng bay vút về trời. Tên vua bị thương nặng, hắn thấy một con đường đưa lên thuyền ở phía hông và quyết định sẽ trốn lên theo đường đó. Noe ở lại giữ phòng tuyến cuối cùng, những người khổng lồ được trở về hình dạng cũ ngày một nhiều, phòng tuyến đã không còn chắc chắn như trước nữa. Hai cha con vẫn quyết giữ cửa cho đến cùng, người khổng lồ cuối cùng cũng đã không thể trụ được nữa, anh ấy khiến bản thân nổ tung để đẩy lùi loài người về phía sau. Nước phun lên thành những cột lớn từ phía dưới mặt đất rửa sạch mặt đất và nhấn chìm loài người. Ông cố nội trước khi ra đi cũng đã mãn nguyện ăn quả dâu chín mọng mình vừa tìm được. Noe bám được vào sợi dây thừng bên hông thuyền nên cũng đã may mắn sống sót. Anh ấy đốt lửa thắp sáng và sưởi ấm cho mọi người. Bên ngoài, tiếng kêu cứu vẫn vang vọng khắp nơi, nhưng Noe quyết không cứu ai cả. Ông cho rằng đó là mong muốn của đấng kiến tạo. Ông kể cho con nghe về câu chuyện thuở khai thiên, đấng kiến tạo đã tạo ra mặt trời, mặt trăng và trái đất, một nơi đầy ắp sự sống, bình yên và xinh đẹp. Adam và Eva đã bị cám dỗ ăn trái cấm, loài người bắt đầu sinh sôi nảy nở kèm theo chiến tranh và bạo lực khắp nơi, loài người giết hại lẫn nhau và phá hủy tất cả những thứ tốt đẹp. Lần này đấng kiến tạo đã quyết định xóa bỏ loài người. Noe giao nhiệm vụ cho con trai cả sẽ an táng ông và vợ, người con thứ hai thì sẽ an táng anh chị, người con út thì an táng anh hai, cứ thế những người cuối cùng cũng sẽ tuyệt diệt. Ham nghe thấy vậy liền tức giận rời đi. Cậu ấy phát hiện ra có một người duy nhất là trốn được lên thuyền, đó chính là tên vua độc ác. Hắn lợi dụng niềm tin bị lung lay của Ham để bảo vệ bản thân. Hắn ham muốn quyền lực nhưng lại bị thương nặng nên chưa thể làm gì được. Thực phẩm tươi sống thì với tay là có nên hắn khá thỏa mãn với hiện tại. Trời vẫn mưa lớn không ngừng, xung quanh chẳng có gì ngoài nước. Người vợ an ủi chồng mình sau những biến cố đã xảy ra. Cô biết rằng anh ấy đã rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn này. Ila thấy không được khỏe nên đã tìm đến mẹ. Hóa ra ông cố đã chữa lành cơ thể cho cô ấy khiến cô ấy mang thai trở lại. Ba người đến gặp Noe để xin ông ban phước lành. Khi biết ông ấy vô cùng tức giận, những điều mà ông ấy đã làm trước đây đã trở thành vô nghĩa. Ông ấy hỏi tại sao Thượng Đế lại tạo ra thử thách khó khăn như vậy đối với mình. Noe vừa đưa ra quyết định thì trời lập tức tạnh mưa. Ông thông báo nếu đứa trẻ là con trai thì sẽ để nó sống để làm hậu sự cho thằng út. Nếu là con gái thì ông đành phải xuống tay kết thúc cuộc sống của nó. Thời gian dần trôi qua, ngày sinh của Ila cũng đã đến gần. Hàng ngày họ vẫn thả chim bay đi để tìm đất liền nhưng mãi chẳng có gì. Sam và vợ muốn rời đi vì không muốn đứa con mình sinh ra gặp nguy hiểm. Noe vẫn dõi theo họ, điều này khiến Ila càng lo lắng và muốn rời đi ngay lập tức. Người vợ đến tìm chồng để cầu xin ông suy nghĩ lại. Tất cả tội lỗi đều bắt nguồn từ bà ấy, nhưng có vẻ như chẳng thể nào lay chuyển được quyết định mà ông ấy đã chọn. Ông ấy sử dụng đá lửa đốt cháy con thuyền mà con trai cả đã dày công làm nên. Đúng lúc này thì vợ anh ta trở dạ, cậu đứng ngoài canh gác, có vẻ như cậu cũng sẵn sàng chiến đấu với cha của mình. Tên vua độc ác vẫn dõi theo những gì diễn ra bên ngoài, hắn biết rằng đã đến lúc thực hiện kế hoạch giết chủ thuyền. Hắn dụ dỗ Ham và giết một con vật để có cớ dẫn dụ cha cậu đến khoang tàu dưới. Cậu ấy nói dối rằng đám thú vật đã tỉnh dậy và giết hại lẫn nhau. Tên vua độc ác lao ra từ góc tối tấn công Noe nhưng ông ấy đã tránh được. Hai bên bắt đầu vật lộn với nhau. Hắn dùng đá đánh vào đầu của ông ấy nhưng không ăn thua. Hắn lại lấy con dao găm tiếp tục tấn công. Ila đã sinh được một cặp bé gái sinh đôi. Điều này khiến Ila vô cùng đau khổ. Chiếc thuyền va vào vách đá khiến tên vua độc ác bị thương nặng. Người con trai cả đột nhiên xuất hiện tấn công Noe vì muốn bảo vệ hai đứa con gái. Tên vua độc ác nhân lúc hỗn loạn muốn kết liễu ông ấy. Cậu con trai thứ hai thấy cha gặp nguy nên đã lao ra kết liễu tên vua độc ác.
vừa thoát chết, Noe lập tức đi tìm đứa trẻ, mặc cho người vợ hết sức ngăn cản. Ông ấy đã nghe thấy tiếng khóc của chúng và tìm thấy Ila đang bế hai đứa trẻ trong tay. Cô gái cầu xin ông hãy để cô dỗ cho chúng nín khóc trước. Noe nhìn hai đứa trẻ trong lòng bắt đầu dao động, cô ấy muốn ôm con đến phút cuối cùng. Ông ấy cầm con dao lên nhưng lại không thể xuống tay. Ông hôn nhẹ vào trán hai sinh linh nhỏ bé. Ông nhìn lên trời nói rằng mình không thể làm được và ném con dao đi. Thời gian trôi qua, nước rút đi để lại một thế giới mới tươi đẹp trù phú. Cả gia đình họ bắt đầu một cuộc sống mới tại đây. Noe vẫn không thể chấp nhận được việc ông đã làm nên thường tự trừng phạt bản thân. Ham quyết định rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Ila đã giúp người cha hiểu ra chính tình yêu và lòng nhân từ của ông đã khiến Chúa Trời cho họ một cơ hội sống mới. Giờ đây ông đã hiểu ý muốn thực sự của đấng kiến tạo. Ông quay lại sống với gia đình đầm ấm cùng con cháu. Tình yêu và lòng nhân từ sẽ luôn được nối tiếp ở các thế hệ tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo.